liên tục góp mặt trong những bộ phim nổi tiếng như Đi đến nơi có gió, Liên Hoa Lâu, Vân Chi Vũ, Điền Canh Kỷ. Tăng Thuấn Hy bất ngờ trở thành một trong những nam diễn viên 9X sở hữu nhiều phim hot nhất 2023. Các vai diễn của anh chàng dù là nam chính hay khách mời đều gây sốt trên màn ảnh, dự án nào của anh chàng cũng có số điểm cao và được công chúng công nhận về chất lượng. Hôm nay hãy cùng Cbiz Phim tìm hiểu thêm nhiều thông tin thú vị về cuộc sống và sự nghiệp của Tăng Thuấn Hy nhé! Bắt đầu ngay thôi nào! Con đường sự nghiệp của Tăng Thuấn Hy. Tăng Thuấn Hy sinh năm 1997 tại thành phố Thâm Quyến, Quảng Đông. Ngay từ khi còn nhỏ, Tăng Thuấn Hy đã dành một tình yêu đặc biệt to lớn cho các bộ phim điện ảnh và truyền hình của Hồng Kông. Anh chàng là một người hâm mộ trung thành của các bộ phim truyền hình TVB. Cũng vì tình yêu nồng nhiệt này mà Tăng Thuấn Hy luôn mong muốn sẽ được đi theo con đường nghệ thuật. Tuy nhiên, bố mẹ Tăng Thuấn Hy đều là người kinh doanh và mong muốn anh có thể ra nước ngoài du học để sau này kế thừa sự nghiệp gia đình. Tăng Thuấn Hy nghe theo lời bố mẹ nên gác lại ước mơ để chuẩn bị lên đường du học. Thế nhưng một tháng trước khi đi nước ngoài, chàng trai trẻ 16 tuổi lúc đó biết được công ty quản lý Hắc Kim đang tuyển thực tập sinh và quyết định một mình đi tham gia tuyển chọn. Mặc cho bố mẹ phản đối kịch liệt, Tăng Thuấn Hy vẫn kiên quyết đi casting, rồi từ từ giải thích cho bố mẹ hiểu hơn về quyết định của mình. Không lâu sau đó, Tăng Thuấn Hy đã thành công chứng minh bản thân khi ra mắt trong nhóm nhạc Nam Fred, Đoàn Thiếu Niên Cực Khách, năm 2014. Tuy nhiên, sau hơn một năm hoạt động âm nhạc nhưng lại không gặt hái được thành công nào, Tăng Thuấn Hy đã quyết định rời nhóm và bước sang hoạt động diễn xuất. Năm 2016, Tăng Thuấn Hy lần đầu tiên xuất hiện với tư cách diễn viên trong bộ phim hài Mật Thám Hoan Hỷ và tiếp đó là bộ phim hành động mang tên Out of Control. Kể từ khi chính thức ra mắt với vai trò diễn viên cho đến nay, nam diễn viên đã để lại nhiều ấn tượng tích cực với khán giả với nhiều vai diễn đa dạng và những bộ phim hấp dẫn. Những dấu ấn đầu tiên. Năm 2017, khi Tăng Thuấn Hy được đóng vai nam thứ Đường Tam Thập Lục trong bộ phim hành động Giả Tưởng Trạch Thiên Ký, thì hình ảnh của anh mới nhận được sự chú ý nhiều hơn từ khán giả. Nhờ vào vẻ ngoài điển trai, nét diễn tự nhiên, đáng yêu mà vai Đường Tam Thập Lục cũng khá được lòng người xem. Nhờ vào một chút thành tích ban đầu mà Tăng Thuấn Hy có động lực diễn xuất hơn hẳn, đi từ những vai phụ rồi vụt hẳn lên vai chính. Trong năm 2018, Tăng Thuấn Hy liên tục góp mặt vào hai bộ phim thanh xuân vườn trường đầy ngọt ngào là Thời Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất và Mau Mang Anh Trai Tôi Đi. Thời Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất là dự án kết hợp của Tăng Thuấn Hy và nữ diễn viên Trương Tuyết Nghênh. Cả hai đều sở hữu một vẻ ngoài tươi sáng, thuần khiết, vô cùng thích hợp với thể loại phim thanh xuân vườn trường. Sau đó với bộ phim Mau Mang Anh Trai Tôi Đi, Tăng Thuấn Hy đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ trong vai Thời Phân vì quá hài hước, lầy lội. Nhưng cũng không kém phần kịch tính và tình cảm, hình ảnh người anh trai Thời Phân đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho người theo dõi phim. Trong cả sự nghiệp diễn xuất của mình, Mau Mang Anh Trai Tôi Đi chính là bộ phim đầu tiên ghi vào danh sách phim đáng xem nhất của nam diễn viên. Tuy nhiên, các dự án ban đầu của anh không được đánh giá quá cao về chuyên môn bởi vì đa phần đều là các bộ phim ngôn tình thần tượng. Đầu năm 2019, Tăng Thuấn Hy nhận được lời mời đóng vai chính trong bộ phim Kiếm Hiệp Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký cùng Trần Ngọc Kỳ. Vai diễn Trương Vô Kỵ do Tăng Thuấn Hy đảm nhận mặc dù bị chê bai khá nhiều về tạo hình, tuy nhiên nam diễn viên vẫn được đánh giá là diễn xuất tròn vai, cư xử chuyên nghiệp đối với các đồng nghiệp trong đoàn phim và vẫn được đánh giá là một bộ phim nổi bật trong sự nghiệp diễn xuất của Tăng Thuấn Hy. Sau đó, từ năm 2020 đến năm 2022, Tăng Thuấn Hy tiếp tục hoạt động sôi nổi trong làng giải trí và nhận về liên tiếp các dự án mới như Cùng Bố Đi Du Học 2019, Tôi Gặp Anh Ấy ở Hong Kong 2019, Trung Cực Bút Ký 2020, Nhạn Quy Tây Song Nguyệt 2021, Mộ Nam Chi 2021, Luận Anh Hùng Ai Xứng Danh Anh Hùng 2022. Đặc biệt, bộ phim Trung Cực Bút Ký chính là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Tăng Thuấn Hy. Trung Cực Bút Ký được chuyển thể từ một phần trong bộ tiểu thuyết Đạo Mộ Bút Ký nổi tiếng, xoay quanh những chuyến phiêu lưu trộm mộ, tìm kiếm kho báu, giải mã những bí ẩn bị chôn giấu của nam chính Ngô Tả, Tăng Thuấn Hy, chàng trai xuất thân từ gia đình có truyền thống trộm mộ. Mọi chuyện bắt đầu khi Ngô Tả vô tình nhận được hai cuộn video bí ẩn, vốn dĩ phải được gửi cho người khác nhưng không hiểu vì sao lại được đưa đến chỗ anh. Lần theo những manh mối từ các cuộn video, Ngô Tả đã hội ngộ nhóm của Trương Khởi Linh, cùng đến Tây Vương Mẫu Quốc để giải mã bí ẩn. Dần dần, Ngô Tả phát hiện ra mình đang bị cuốn vào một âm mưu lớn. Sau bộ phim Trung Cực Bút Ký, Tăng Thuấn Hy bắt đầu được khán giả công nhận nhiều hơn bởi diễn xuất lên tay. Đây cũng là bộ phim mở đầu cho chuỗi dự án chất lượng sau này của nam diễn viên. Một năm 2023 bùng nổ với loạt vai diễn ấn tượng. Năm 2023, Tăng Thuấn Hy góp mặt trong một loạt dự án lớn nhỏ, đảm nhận từ vai chính, vai phụ đến vai khách mời. Nhìn lại những bộ phim mà Tăng Thuấn Hy đã tham gia trong năm nay,
cư dân mạng đã vô cùng bất ngờ khi anh chính là nam diễn viên sở hữu nhiều phim hay nhất 2023 tính đến thời điểm hiện tại. Dự án nào cũng có số điểm cao và được công chúng công nhận về chất lượng. Tôi đã gặp được vị cứu tinh, Lục Chiêu Tây. Tôi đã gặp được vị cứu tinh là tác phẩm đánh dấu màn hợp tác lần thứ hai của bộ đôi Tăng Thuấn Hy, Lương Khiết. Trong phim, Tăng Thuấn Hy vào vai Lục Chiêu Tây, viện trưởng mới nhậm chức của một bệnh viện lớn tại thành phố. Trong khi đó, Lương Khiết đảm nhiệm vai Diệp Thời Lam, một bác sĩ chuyên khoa nhi tận tâm với công việc, ân cần với mọi bệnh nhân. Trong một chuyến dã ngoại cuối tuần ở vùng ngoại ô hẻo lánh, Lục Chiêu Tây không may gặp tai nạn do thời tiết xấu. Diệp Thời Lam lúc này đang làm việc cho một phòng khám ở thôn làng gần khu vực Chiêu Tây gặp tai nạn. Cô tìm thấy anh đang một mình ở chốn hoang vắng nên đưa anh về, nhưng lại hiểu lầm anh là kẻ lừa đảo. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà Chiêu Tây ở lại thôn, anh và Thời Lam không ít lần khắc khẩu, nhưng dần dần cũng hình thành tình cảm bạn bè thân thiết. Sau khi trở lại thành phố, anh lập tức cho người liên hệ cô đến làm việc tại bệnh viện của mình. Đến lúc này, Thời Lam mới kinh ngạc nhận ra chàng trai bị mình bắt nạt trước đó mấy ngày hóa ra lại đúng là viện trưởng của bệnh viện lớn. Kể từ đây, cả hai đồng hành với sứ vụ cứu chữa bệnh nhân, cùng sẻ chia những vui buồn trong công việc và trong đời sống riêng tư. Tình cảm giữa họ cũng tự nhiên mà tiến triển từ tình bạn, tình đồng nghiệp sang tình yêu. Liên Hoa Lâu, Phương Đa Bệnh. Liên Hoa Lâu được cải biên từ bộ tiểu thuyết Võ Hiệp gồm 4 quyển Cát Tường Vân Liên Hoa Lâu của tác giả Đằng Bình. Nội dung xoay quanh hành trình hành tẩu giang hồ và điều tra phá án của bộ 3 nhân vật chính là Lý Liên Hoa, Thành Nghị, Phương Đa Bệnh, Tăng Thuấn Hy, Địch Phi Thanh, Tiêu Thuận Nghiêu. Lý Liên Hoa tên thật là Lý Tương Di, vốn là môn chủ Tứ Cố Môn, có võ nghệ cao cường vang danh thiên hạ. Tuy nhiên, trong một lần giao chiến với Địch Phi Thanh, Lý Tương Di bị hãm hại dẫn đến trọng thương rồi mất tích. 10 năm sau, Lý Tương Di trở lại giang hồ với thân phận thần y Lý Liên Hoa, chuyên đi khắp nơi phá giải các vụ án hóc búa. Phương Đa Bệnh là một công tử thế gia trẻ tuổi, có ước mơ làm hiệp khách giang hồ, từ lâu đã ngưỡng mộ môn chủ Lý Tương Di nhưng tiếc là không có cơ hội gặp mặt. Khi nghe được danh tiếng Lý Liên Hoa, hắn nghi ngờ đó chỉ là thân phận giả. Thế là hắn tìm đến Liên Hoa, sống chết bám theo Liên Hoa nhằm mục đích tìm ra sơ hở để vạch trần thân thế thật của vị thần y này mà không hề biết rằng đây chính là thần tượng của mình. Lúc này, Địch Phi Thanh vốn mất tích cùng lúc với Lý Tương Di năm xưa cũng đột nhiên tái xuất. Hắn nhận ra Liên Hoa chính là kỳ phùng địch thủ của mình năm xưa, nhưng trong lần tái ngộ này, thay vì lại giao chiến, họ lại kết giao bằng hữu. Thế là từ đây, bộ ba Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh, Địch Phi Thanh sát cánh cùng sông pha giang hồ, tạo nên những giai thoại đầy thú vị. Liên Hoa Lâu đã mang đến cho khán giả một làn gió mới, khác hoàn toàn so với nhiều bộ phim cổ trang kiếm hiệp cùng thể loại trong vài năm qua. Không chỉ là những vụ án bí ẩn, có phần kỳ dị kịch tính mà đó còn là tình bạn gắn kết của ba nhân vật, đi từ kẻ thù, người dung cho đến huynh đệ. Không chỉ là câu chuyện tranh đấu giang hồ được cải biên theo một phong cách mới mà còn là sự gắn kết chặt chẽ giữa các tình tiết. Điền Canh Kỷ, Thẩm Nặc. Bộ phim Điền Canh Kỷ có sự tham gia của Tăng Thuấn Hy và Điền Hy Vi. Kể về cô gái tên Liên Mạn Nhi vốn sống ở thời hiện đại, bỗng chốc bị kéo vào bối cảnh nông thôn cổ đại trong một trò chơi. Tại đây, cô gặp gỡ gia đình họ Liên cùng với nam chính có thân phận bí ẩn là Thẩm Nặc, Tăng Thuấn Hy. Để kiếm tiền, Liên Mạn Nhi thuyết phục mọi người làm nông, tăng gia sản xuất, họ cùng nhau trải qua những ngày tháng yên bình, hạnh phúc tại chốn quê làng. Nhân vật Thẩm Nặc là một thanh niên có thân phận bí ẩn được Mạn Nhi cứu mạng rồi mang về nhà. Thẩm Nặc không chỉ giỏi võ mà còn có tài viết chữ đẹp và học thức uyên thâm. Anh vì che giấu thân phận mới phải ẩn thân trong nhà họ Liễu. Sau nhiều ngày ở cùng nhau, anh dần nảy sinh tình cảm với cô gái mê tiền Liên Mạn Nhi. Sau khi phát sóng, Điền Canh Kỷ đã nhận về nhiều lời khen của khán giả. Nội dung phim được nhận xét là rất dễ thương. Diễn xuất của các diễn viên đều rất tự nhiên, còn các cảnh quay thì lại rất đẹp, mang lại cảm giác bình yên, tươi đẹp và giúp nhiều khán giả hoài niệm về tuổi thơ. Cả 5 bộ phim mà anh tham gia trong thời gian qua đều có số điểm cao trên đầu ban. Cụ thể, có 3 bộ phim của Tăng Thuấn Hy có điểm trên 8. Lần lượt là Liên Hoa Lâu, đóng chính, 8,4 điểm. Tôi có thể gặp được vị cứu tinh, đóng chính, 8 điểm. Và Đi đến nơi có gió, vai phụ, 8,7 điểm. Bộ phim Đúng lúc gặp được em, Tăng Thuấn Hy đóng vai phụ, được 7,5 điểm. Còn phim Điền Canh Kỷ do anh đóng chính cùng Điền Hy Vi thì cũng vừa mở điểm đu ben cùng với số điểm 7,5. Tuy nhiên do Điền Canh Kỷ đang rất được lòng khán giả, nên chắc chắn số điểm của bộ phim trong thời gian tới vẫn sẽ tăng lên thêm nữa. Ngoài ra, vai diễn khách mời Tuyết Đồng Tử của Tăng Thuấn Hy trong Vân Chi Vũ cũng nhận được sự quan tâm lớn của các mọt phim. Bởi sự khác nhau một trời một vực giữa hình ảnh lúc quay phim và hình ảnh được phát sóng, đúng kiểu không so sánh sẽ không đau thương. Nhiều cư dân mạng đã dành tặng lời khen ngợi cho diễn xuất của Tăng Thuấn Hy, dù là đóng vai chính hay phụ thì nam diễn viên đều có thể để lại ấn tượng tích cực với khán giả.
Mặc dù vậy, trước đây Tăng Thuấn Hy cũng không ít lần vướng vào những scandal vạ miệng khiến cộng đồng mạng phẫn nộ và chỉ trích anh khá nhiều. Chỉ sau này, khi nam diễn viên ngày càng trưởng thành hơn, cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói và ngày càng có nhiều sự tiến bộ trong diễn xuất, thái độ của công chúng đối với Tăng Thuấn Hy mới đỡ gay gắt hơn. Những dự án trong tương lai. Hiện tại Tăng Thuấn Hy có hai dự án đang chờ phát sóng là bộ phim Cô Châu và bộ phim Vân Tú Hành. Trong đó, Cô Châu là bộ phim lấy bối cảnh thời dân quốc, trong thời kỳ nhân dân Trung Hoa đang chịu ách thống trị của đế quốc Nhật. Phim kể về câu chuyện của nhân vật Cố Dịch Trung, Tăng Thuấn Hy là công tử của Cố gia nổi tiếng vùng Tô Châu. Sau khi tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài, anh đã ngay lập tức quay về quê hương để cống hiến sức lực cho các hoạt động chống Nhật. Trong một lần thực hiện nhiệm vụ, Cố Dịch Trung bị phản bội và bị đổ tội oan là kẻ phản bội, bị đuổi khỏi tổ chức. Để tìm bằng chứng chứng minh bản thân vô tội, anh quyết định thâm nhập vào bộ máy quân đội Nhật Bản với tư cách mật vụ nằm vùng của sở mật vụ Tô Châu. Từ đây, Dịch Trung chính thức bước vào một hành trình đầy dẫy hiểm nguy, nếu không cẩn thận có thể dẫn tới mất mạng. Còn bộ phim Vân Tú Hành thì được chuyển thể từ nguyên tác tiểu thuyết và truyện tranh của Nhật Bản. Vân Tú Hành kể về nàng Hồng Tú Lệ, Lý Nhất Đồng, xuất thân trong gia đình quý tộc đã hết thời, có ước mơ thi đỗ khoa bảng, cống hiến năng lực cho quốc gia. Lúc này, ở đất nước của họ là Thái Vân Quốc, Hoàng đế Tử Lưu Huy, Tăng Thuấn Hy lại đang bị đồn đại là đam mê nam sắc, lơ là triều chính. Trước tình hình đó, một vị quan đề nghị Hồng Tú Lệ tiến cung làm quý phi của Hoàng đế trong vòng 6 tháng để hướng ngài về với con đường chính đạo, làm một minh quân vì Tổ quốc. Bù lại, Hồng Tú Lệ sẽ được trả một khoản tiền hậu hĩnh, dư sức giúp nàng vừa trang trải cuộc sống, vừa ôn luyện khoa cử để thực hiện hoài bão. Với điều kiện quá tốt đó, Hồng Tú Lệ nhận lời. Sau khi nhập cung kề cận bên Hoàng đế, nàng nhận ra ngài không như lời đồn đại. Hai người vừa từng bước phát triển tình cảm, vừa cùng nhau đương đầu với những mưu mô, tranh quyền đoạt vị trốn triều chính. Đồng thời, Hồng Tú Lệ còn nỗ lực chứng minh giá trị của bản thân, giành lấy những quyền lợi mà phụ nữ cũng xứng đáng có được trong thời phong kiến trọng nam khinh nữ. Mặc dù diễn xuất chưa đạt đến mức hoàn hảo không lỗ hổng, nhưng Tăng Thuấn Hy lại chinh phục khán giả nhờ thái độ làm việc chăm chỉ, thường xuyên thay đổi hình tượng để không tự đóng khung bản thân mình. Cùng chờ xem trong tương lai, anh chàng sẽ còn mang đến cho chúng ta những vai diễn mới mẻ nào nữa nhé. Bạn ấn tượng nhất với vai diễn nào của Tăng Thuấn Hy? Hãy chia sẻ cho mình biết ở phần bình luận nhé. Và nếu cảm thấy video này thú vị thì hãy cho mình một like, đồng thời cũng đừng quên bấm đăng ký kênh nữa nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. See you!